Chào mừng chị và các bạn quay lại với kênh Tiếng Anh G3. Thì hôm nay là một ngày rất là lạnh, thì là tôi xin chúc luôn luôn chúc sức khỏe đến tới anh chị thôi, là và sức khỏe và là học hành làm việc nhiều niềm vui, nhiều hiệu quả. Đấy. Thế tiếp tục với những cái chủ đề liên quan đến ngoại ngữ, thì hôm nay chủ đề sẽ là trong 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 tương lai gần thì cùng với tiếng Anh thì sẽ có rất nhiều người, có rất nhiều bạn trẻ có thể sử dụng được đa thứ tiếng, đa ngoại ngữ, đa ngôn ngữ. Đây là theo ý kiến của cá nhân của tôi thôi. Vì làm sao? Vì đợt vừa rồi tôi lên phố thì tôi phố nhá, mà đã có dịch rồi nhá. À, cái thời gian này, khoảng 2-3 tuần trước tôi lên phố thì tôi thấy có những cái bạn nhỏ khoảng 14-15 tuổi thôi, ngoài tiếng Anh mà mình thấy nó học cả tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Trung, tiếng Hàn. Ui dồi, thật sự đấy là cái mà tôi gặp nha chị nhá. Có những cái bạn nhỏ khoảng khác nhau nhưng không phải mỗi một bạn đâu. Có thể nó ngoài tiếng Anh học thêm một thứ tiếng nữa, ngoài tiếng Anh nó có thể học thêm 2 thứ tiếng nữa, ngoài tiếng Anh học 3 thứ tiếng nữa. Đấy, mình mới thấy là càng ngày về sau là cái thế hệ trẻ này nó sẽ có rất nhiều cái bạn người Việt có thể sử dụng, dùng, nghe, nói, đọc, viết những thứ tiếng khác nhau mà không phải là mỗi tiếng Anh. Giỏi tiếng Anh chưa chắc là giỏi ngoại ngữ, nhưng mà giỏi ngoại ngữ thì kiểu gì cũng là giỏi tiếng Anh. Thì là liên quan đến vấn đề chủ đề ngoại ngữ thì là có rất nhiều câu nói hay đến ngoại ngữ, thì tôi xin trích dẫn ở đây. Ví dụ là biết thêm một ngoại ngữ thì là có một tâm hồn mới đấy, hoặc là nếu mà bạn nói cái ngôn ngữ của anh ta, nói cái thứ tiếng của anh ta hiểu ấy, thì nó sẽ đi vào đầu anh ta. Nhưng là nếu mà bạn nói cái thứ tiếng của anh ta, cái thứ tiếng mà tiếng mẹ đẻ của anh ta ấy, thì nó sẽ đi vào tim của họ. Có nghĩa là nếu mà chúng ta mà nói được cái thứ tiếng của người đối diện ấy, thường thường câu chuyện nó sẽ suôn sẻ hơn, nó vui hơn, mà nó dễ gọi là đi hay hơn, đi sâu hơn đấy. Hoặc là một cái câu nói rất là hay là nếu bạn chỉ biết một thứ tiếng thì bạn chỉ có được thì là bạn chỉ có sống 1 lần. Hay rất nhiều câu nói hay về ngoại ngữ đấy. Thì trong cái thời đại hiện đại thì cũng có liên quan rất nhiều đến mạng internet, rồi là những cái app học tiếng Anh hay học ngoại ngữ, hay là có những cái trang mạng như Facebook, YouTube, thì nó một có là một cái cơ hội để chúng ta có thể là học hỏi, làm quen, tiếp xúc với rất nhiều thứ tiếng khác nhau chứ không phải là mỗi tiếng Anh. Mỗi tiếng Anh, nếu mà chị để ý, bây giờ tiếng Anh có rất nhiều người giỏi. Ở Việt Nam một phần thôi chứ còn ở thế giới bọn nó giỏi cực kỳ luôn. Chứ Việt Nam thì gọi là mình tung hô, mình gọi là mình ngưỡng mộ các kiểu những người có bằng cấp thôi. Chứ ở tầm thế giới thì rất là nhiều, nó không có gì đặc biệt cả, nó không có gì ấn tượng cả. Chỉ nó chỉ nhưng mà ở tiếng Anh thì tôi cảm thấy bây giờ có rất nhiều người giỏi tiếng Anh, kể cả về bằng cấp, kể cả về giao tiếp, kể cả về phát âm, kể cả về ngữ pháp. Nó không gì một cái gì nó quá là ấn tượng hay là gì, thường thường nó sẽ bình bình này, bắt đầu nó bão hòa và loãng rồi. Thì thường thường sẽ có những người bạn học bắt đầu học thứ tiếng mới ngoài tiếng Anh. Tiếng Anh là thực ra thì về sau thì rất nhiều bạn trẻ nó ai cũng dùng được rồi. Cái thời khoảng 95, 96 trở đi rất nhiều người có thể dùng được rồi, 2000 trở đi. Bây giờ các bạn nhỏ lắt nhắt này khoảng 4-5 tuổi đã được tiếp xúc, được học với Tây rồi. Thì tiếng Anh thì thường thường về sau nó sẽ không có gì điểm nhấn gì đặc biệt nữa, nó thành bão hòa như Philippines. Philippines ngày xưa bị Mỹ đô hộ, bây giờ cả nước người ta nói tiếng Anh, rất nhiều người Ấn Độ có thể nói tiếng Anh, Singapore rất nhiều người có thể nói tiếng Anh đấy, bão hòa không có gì cả đấy. Thế mà chủ đề là mà tôi rất là thích những cái bạn nào có thể là học được những thứ tiếng khác nhau, ngoại ngữ khác nhau rất là nể, mà những cái bạn nào mà tự học ấy, nó không có điểm tựa như thế này, không có nền tảng gì, không có sự định hướng gì mà tự học được, tôi rất đáng nể, rất là ngưỡng mộ. Đấy. Thì hôm nay trong đó là trong tương lai gần thì theo tôi thì sẽ có rất nhiều bạn trẻ có thể sử dụng những thứ tiếng khác nhau ngoài tiếng Anh. Tiếng Anh nó chỉ một cái quá là cơ bản có thể sử dụng giao tiếp hàng ngày thôi, không có một điểm nhấn đặc biệt gì cả. Đấy, thì hôm nay thì sau tiếng Anh thì là có bạn những bạn hỏi là sau tiếng Anh ơi, sau tiếng Anh thì anh học tiếng gì? Có rất nhiều thứ tiếng cho anh chị lựa chọn: Trung, Nhật, Hàn, Đức, Pháp, Ý. Đấy, rất là nhiều, tùy anh chị là thích văn hóa vào nước nào nữa, mới cả là mình có mục đích đi sang nước đó không. Đấy, nó nhiều yếu tố đấy. Thì thường thường thì tôi vẫn đi những thứ tiếng nó liên quan đến hệ bên châu Âu hơn, như là Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan hơn đấy. Hôm nay làm cái video chém gió với anh chị đấy thôi, cho anh chị có một ngày học hành làm việc nhiều niềm vui, nhiều hiệu quả, năng suất cao nhất có thể. Chào anh chị.